Chào mừng tất cả các em đã đến với khóa học Ngữ văn lớp 10, bộ sách Cánh diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đã hoàn thành việc đi tìm hiểu về chủ đề thơ Đường luật. Tiếp nối chương trình, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học đầu tiên của một thể loại mới, đó chính là kịch bản trèo và tuồng. Các em thân mến, nếu như trèo và tuồng là bộ môn nghệ thuật tổng hợp của ngôn từ, âm nhạc, vũ đạo và tạo hình, thì kịch bản trèo và tuồng là phần nội dung chính của vở diễn. Trong những bài học của chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số kịch bản trèo, tuồng, nổi tiếng và tiêu biểu của dân tộc ta. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô mời các em cùng quan sát một video sau.

trong video vừa rồi chúng ta đã được xem một phân đoạn của vở trèo Xúy vân giả dại trong bài học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kịch bản trèo Xúy vân giả dại trích vở trèo kim nham bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của bài học đó chính là phần tìm hiểu chung trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về trèo cổ Vậy các em hãy dựa vào thông tin sách giáo khoa đã cung cấp và cho cô biết treo cổ thuộc thể loại nào và nó được phát triển ở đâu. Rất chính xác, treo cổ cùng với tuồng và cải lương thuộc thể loại sân khấu dân gian và nếu như cải lương phát triển chủ yếu ở miền Nam thì treo lại phát triển mạnh mẽ ở đồng bằng Bắc Bộ về nội dung của trèo cổ thì chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau đó là trèo phản ánh đời sống vật chất tâm hồn tình cảm của con người trong xã hội phong kiến không chỉ vậy trèo còn ca ngợi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người qua những nhân vật chính diện và đồng thời phê phán các thói hư tật xấu qua những nhân vật phản diện và không thể thiếu đó là trèo cổ thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn của con người xưa vậy để truyền tải một nội dung đầy ý nghĩa như thế thì trèo cổ sử dụng những hình thức nghệ thuật nào thì trèo cổ là tổng hợp của ngôn từ âm nhạc vũ đạo và tạo hình hay nói cách khác là sự kết hợp của những lời thoại với lời hát nhạc nền qua những cử chỉ, những điệu múa và tạo hình đặc biệt của nhân vật. Vậy là các em đã có được cái nhìn chung về thể loại trèo cổ rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chung về kịch bản trèo suý vân giả dại. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về xuất xứ của vở trèo này. Vậy các em hãy cho cô biết trèo suý vân giả dại có xuất xứ từ đâu? rất chính xác súy vân giả dại là một đoạn trích của vở trèo kim nham vậy vở trèo kim nham này có nội dung là gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vở trèo kim nham có nội dung như sau đây là câu chuyện nói về súy vân con gái của viên huyện tể vốn dĩ là một người đảm đang khéo léo và nàng được gả cho kim nham một học trò nghèo tỉnh nam định sau khi cưới vợ Kim Nham lại lên Tràng An trọ học để rùi mai kinh sử. Xúy Vân buồn bã trong cảnh chờ đợi. Giữa lúc đó, Trần Phương, một gã nhà giàu phong tình ở Đông Ngàn, Bắc Ninh, tìm cách tán tỉnh nàng, xui nàng giả điên dại để thoát khỏi Kim Nham. Và đây chính là sự việc khiến cho cuộc đời Xúy Vân rơi vào đỉnh điểm của bi kịch. Rất đáng tiếc là Xúy Vân lại nghe theo lời của Trần Phương giả điên dại để được Kim Nham ký giấy cho trở thành người tự do. Và đang ở Kinh Thành nhưng khi được tin vợ điên dại thì Kim Nham vội trở về để chạy chữa cho vợ xong không có kết quả. Trang đành phải làm giấy cho Xúy Vân được tự do. Lúc này thì Trần Phương lộ rõ bộ mặt sở khanh. Lỡ làng và đau khổ, Xúy Vân không dám về nhà, từ chỗ giả điên và nàng trở nên điên thật kim nham thì quyết chí học hành và đỗ đạt cao rồi chàng được bổ làm quan sau này khi có dịp gặp lại vợ cũ giờ là một kẻ ăn xin thì chàng sai người mang cho nắm cơm và trong đó có một nén bạc bẻ nắm cơm thấy có nén bạc hỏi ra mới biết sự tình suy vân xấu hổ và đau đớn nhảy xuống sông tự vẫn như vậy có thể thấy, cuộc đời của Suy Vân là một cuộc đời bi kịch, bi kịch từ hôn nhân cho đến cuộc sống hôn nhân, rồi sau này cũng có một kết thúc vô cùng đau đớn. Vậy thì Suy Vân là người đáng thương hay đáng trách? Nàng đáng thương ở đâu, đáng trách ở đâu thì ở phần sau của bài học. Cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết nhé! sau khi các em đã nắm được xuất xứ của vở trèo suý vân giả dại tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung của trích đoạn suý vân giả dại vậy các em hãy cho cô biết trích đoạn trèo suý vân giả dại có nội dung chính là gì trích đoạn suý vân giả dại có nội dung là suý vân giả dại theo lời trần phương để buộc kim nham trả nàng về nhà các em có thể quan sát thấy ở đây là một hình ảnh được lấy ra từ trong vở trèo ở thời điểm mà súy vân đang nhập vai kẻ điên dại Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về thể loại treo cổ cũng như những thông tin chung và cơ bản nhất của vở treo Xuyến Vân Giả Dại. Trong những video tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết hơn về trích đoạn treo này nhé. Còn bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.